70 năm qua, tiệm cơm Truyền Ký vẫn tồn tại trong con hẻm nhỏ ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Truyền Ký là tiệm cơm gia đình đặc trưng của người Hoa, nổi tiếng với những món ăn mang hương vị của người Hẹ. Người Hẹ hay còn gọi là người Khách Gia, đây là một tộc người Hán có tổ tiên ở khu vực tỉnh Hà Nam và Sơn Tây thuộc miền Bắc Trung Quốc. Là ngày trước là của ông nội để lại, ông nội lập nghiệp ở bên là ông nội từ bên Trung Quốc qua lập nghiệp. Quán thành lập là cũng được 70 năm rồi, được 3 đời, tôi là đời thứ 3. Những món ăn này là của người Hẹ, là cũng một cái vùng của người Hẹ đó. Gồm những cái món ăn là gồm có gà hấp muối, đậu hũ Đông Giang, thú linh chiên giòn, giò heo phá lấu, khâu nhục. Khâu nhục là cái món heo quay hấp hơi môn, hấp chao đỏ. Ông bà nêm nếm sao là bây giờ mình cũng nêm nếm vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi có những khách người ta ăn mặn hay ăn lạc thì mình nói là cái này mặn quá thì mình bớt lại thôi. Những cái quán bán món ăn Hẹ này cũng ít lắm, mình cũng mấy căn thôi. Khách thích nhất thì đó là gà hấp muối là thứ nhất rồi. Thứ hai là hủ quà cà ớt. Hủ quà cà ớt là cái tàu hủ nhồi thịt với hủ quà với ớt với dừa nhồi chả cá, xong một sốt với dầu hào. Đó, đây là món đậu hũ này là của ông nội để lại luôn. Và sau này có thêm những món của những người cũng khẩu vị cũng những người Quảng Đông, Hồng Kông vậy đó. Quán rồi sau 70 món. Có rất nhiều khách là người ta đi nước ngoài về người ta vẫn tìm. Có những người mà tìm không được á. Đã lâu quá người ta tưởng mình nghỉ rồi đó. Và cũng có những người giờ đâu người ta kiếm lại của mình ra gặp được người ta cũng mừng á, cũng còn duy trì được nữa tới về đời thứ ba. Tương lai vẫn giữ nguyên ở đây mà đây là kỷ niệm của ông nội bà nội. Dù không gian quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, bên trong bày biện các câu đối cũ bằng chữ Hoa, bàn thờ thần tài tạo sự ấm cúng. Khách ghé đến đây không chỉ là người Hoa mà còn rất đông người Việt. Thậm chí có cả những nghệ sĩ nổi tiếng như Chế Linh, Thanh Bạch, Cẩm Vân cũng từng nhiều lần ghé đến quán. Thời chú còn nhỏ chú đã biết cái quán này rồi. Hàng tuần thì cứ lại đây ăn cơm lần. Quán này á, thật ra là nó cũng không có đắt. Và trang thiết bị thì khung cảnh thì rất là bình dân. Nhưng đặc biệt là tất cả những người quan tâm đến ẩm thực là đều biết cái quán này cả. Kể cả những giới ca sĩ nổi tiếng. Như hôm rồi Chế Linh về ăn cơm với tôi mới ngồi nhắc lại cái quán này. Tôi vẫn là đang ăn cơm cảm động đó. Và sau ca sĩ Chế Linh nữa thì cũng có số bạn bè ở nước ngoài về, như Cẩm Vân, Khắc Triệu đó. Rồi Thanh Bạch, Chế Linh, nhiều người đến đây ăn cơm với chú. Đều tất cả đều là khen ngon. Chứng tỏ là cái quán này nó đã có một cái ấn tượng rất là sâu sắc trong cái người mà đã đi qua ăn cơm ở đây, mà nhất là người Hẹ. Mấy anh em ở trong phòng thì hay ghé vô đây ăn, tại vì có ăn lâu đời ngon nữa. Nó ăn nhất là món gà, thì nó giống như gà ta của mình, nó vừa dai thơm và ăn thì nó tươi, nhìn nó cảm giác nó tươi. Thì mấy anh ăn thường ăn trưa thì có món canh, món gà với lại thêm một vài cái món giống như hẹ xào đồ thì cũng ngon. Một cái hóa đơn trung bình thì khoảng cỡ 3 triệu cho tới khoảng 12 người, giá cũng hợp lý, nó cũng không có đắt lắm.